Galaxy Fold RTX 2070 OC, chiếc card đồ họa mới được nhà sản xuất danh tiếng trong làng PC tung ra trong thời gian gần đây đang làm điên đảo giới game thủ vì những gì mà nó mang lại. Được thiết kế dựa trên GPU TU 106 với kiến trúc Turing mới nhất sử dụng tiến trình 12 nanomet với 10 tỷ 800 triệu vòng bán dẫn, 2304 nhân CUDA, chạy ở xung nhịp cơ bản 1410 MHz và boost clock lên tới 1620 MHz với mức dung lượng VRAM 8GB chuẩn DDR6 mới nhất, sử dụng giao diện 256bit đạt tốc độ lên tới 14 Gbps, hứa hẹn mang lại khả năng xử lý hình ảnh và chi tiết game cực kỳ ấn tượng với độ phân giải hỗ trợ lên tới 8K 7680x4320 kết hợp với công nghệ phân tích ánh sáng ray tracing, tương lai của gaming với đồ họa siêu chân thực. Phiên bản RTX 2070 đến từ Galaxy bên cạnh thừa hưởng sức mạnh xử lý của GPU đỉnh cao này còn được trang bị hệ thống tản nhiệt vô cùng độc đáo và hiệu quả, tương tự như trên phiên bản Founder Edition nhưng đã được cải tiến. Thay vì sử dụng hệ thống tản nhiệt với ống đồng và các lá nhôm, Galaxy VFox RTX 2070 sử dụng hệ thống vapor chamber với một tấm đồng lớn bao phủ và tiếp xúc trực tiếp lên đài GPU, bên trong đó là toàn bộ hệ tuần hoàn khép kín được bơm đầy một loại dung dịch đặc biệt có khả năng hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao. Từ đó nhiệt lượng sẽ được luân chuyển một cách nhanh chóng và đều đặn tới các lá nhôm làm mát, sau đó hơi nóng lại được ngưng tụ lại và quay về điểm xuất phát. Với công nghệ vapor chamber này, Galaxy Fox RTX 2070 vừa đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ cực cao với thiết kế các đồ họa cực mỏng, trong khi vẫn mang lại hiệu suất làm mát ấn tượng. Đặc biệt, hai quả tản nhiệt của Galaxy còn được trang bị đèn LED RGB cực kỳ ấn tượng cùng logo Galaxy ở cạnh bên, được in chìm bên dưới lớp mica chạm khắc dạng kim cương sang chảnh. Hiện tại sản phẩm đang được bán ra tại TNC Store với mức giá cực kỳ hấp dẫn cùng hàng loạt ưu đãi với bảo hành 36 tháng. Chi tiết xem thêm tại tncstore.vn hoặc đến trực tiếp showroom 222 Lê Thành Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại!